Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hai nhà hoạt động Việt Nam đến Mỹ tị nạn. Ngày 19 tháng 9, VOA tiếng Việt cho biết Việt Nam có hai nhà hoạt động đi Mỹ tị nạn theo thỏa thuận trước chuyến thăm của Tổng thống Biden. Theo đó, hai nhà hoạt động từng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cấm xuất cảnh đang tái định cư tại Hoa Kỳ theo một thỏa thuận được đàm phán trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden. Đó là một luật sư nhân quyền vận động đòi quy trách nhiệm nạn bạo hành của công an và một giáo dân Công giáo bị đuổi khỏi nhà. Gia đình của hai người này cũng đang rời Việt Nam để đến Mỹ tị nạn, một quan chức Mỹ cho biết. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, tại Hoa Kỳ, hai gia đình này dự kiến sẽ được tái định cư theo chương trình tị nạn ưu tiên 1. Hai nhà hoạt động vừa kể dù chưa bị cầm tù, nhưng bị cấm rời khỏi Việt Nam. Danh tính của hai người này chưa được công bố. Bên cạnh đó, VOA dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chính phủ Việt Nam cũng đã đồng ý trả tự do cho hai nhà hoạt động bị giam cầm theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ trước chuyến thăm của ông Biden vào tuần trước. Việt Nam cũng đồng thời ký một thỏa thuận riêng nhằm đạt tiến bộ về tự do tôn giáo và các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ NGO ở Việt Nam về các điều kiện giam cầm và về luật lao động. Các chủ đề trong thỏa thuận riêng này được ký kết khi Việt Nam đồng ý nâng Washington lên vị thế ngoại giao cao nhất với Hà Nội, tương tự như Trung Quốc và Nga, nhân chuyến thăm của Tổng thống Biden. VOA cho hay các thỏa thuận này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Biden đối mặt với những chỉ trích về ngoại giao ở Việt Nam, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út, những nước từ chối cho công dân hưởng các quyền tự do chính trị như ở phương Tây. Hai nhà hoạt động được trả tự do là nhà hoạt động cho quyền tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển và nhà báo Mai Phan Lợi. Ông Truyển cũng đã cùng vợ sang Đức vào đầu tháng này. VOA cho biết, cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam nói tình hình ở Việt Nam hết sức tồi tệ. Tổ chức theo dõi nhân quyền SRW cho biết, Việt Nam cũng đang giam cầm ít nhất 159 tù nhân chính trị và đã bắt giữ 22 người khác. SRW nói Việt Nam trong năm nay đã kết án 15 người với mức án tù dài hạn mà họ không được xét xử công bằng. Việt Nam cũng đang soạn thảo các quy định mới nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trực tuyến, cấm người dùng mạng xã hội đăng những nội dung liên quan đến tin tức mà không đăng ký làm nhà báo theo những người quen thuộc với kế hoạch này. Hình ảnh tin về việc nhà báo Mai Phan Lợi được trả tự do trước thời hạn. VOA dẫn lời ông Ben Swanton, tổng giám đốc dự án 88, một tổ chức bên vực nhân quyền tập trung vào Việt Nam, nói thật phẫn nộ khi Tổng thống Biden chọn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm nhà nước độc đảng đang đàn áp tàn bạo các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến và xã hội nhân sự. VOA cho biết thêm, Việt Nam thường thả những tù nhân lương tâm trước các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Theo một quan chức Mỹ, các quan chức chính quyền Biden đã thúc đẩy việc cấp thị thực xuất cảnh cũng như một bước để bổ sung trong cuộc đàm phán cuối cùng về tuyên bố chung và hậu cần cho chuyến đi. Mặc dù chúng tôi ước rằng chúng tôi có thể đón thêm nhiều người hơn nữa trước chuyến thăm của Tổng thống, nhưng chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác ngày càng gia tăng và mối quan hệ được củng cố này sẽ mang lại cho chúng tôi phương tiện và quy trình cần thiết để tiếp tục giải quyết những vấn đề này với những người bạn Việt Nam, vị quan chức Mỹ cho hay. Các quan chức Hoa Kỳ nói họ hy vọng những cuộc đối thoại đó sẽ diễn ra trong các cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với Việt Nam. Dù các cuộc đối thoại này đôi khi bị một số nhà hoạt động nhân quyền và quan chức coi là một cuộc trao đổi không đáng kể về các luận điểm, cũng như trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và người đồng nhiệm Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin hai nhà hoạt động Việt Nam đến Mỹ tị nạn. Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ là kết quả của hai quá trình. Ngày 18 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài bình luận điều gì khiến Việt Nam phá tiền lệ đưa Mỹ lên làm đối tác ngang hàng với Trung Quốc. VOA dẫn lời giáo sư Alexander Vu Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ mang lại cho Hà Nội một đối trọng tốt hơn trước Trung Quốc, một vị thế cân bằng hơn giữa các cường quốc, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Một cách trực tiếp, việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn, ông Vu Vinh nói, và đưa ra ví dụ về sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở lưu vực Nam Côn Sơn trên Biển Đông và căn cứ hải quân Rim của Campuchia, mà ông gọi là những giọt nước làm tràn ly, dẫn đến quyết định của Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Việc Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại nước này cũng được cho là khiến Việt Nam lo ngại. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho rằng Trung Quốc có thể lập gọng kìm xâm lược Việt Nam khi đặt căn cứ quân sự ở Campuchia.
Tuy nhiên, động cơ để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất, theo ông Vu Vinh, không chỉ là sự hung hăng của Trung Quốc, mà còn là công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi cung ứng của Mỹ, VOA cho hay. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Hà Nội nhảy cốc lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, ông Vu Vinh nhận định. Tại Hà Nội, các thương vụ kinh doanh quan trọng trị giá nhiều tỷ USD, trong đó có thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ USD của Boeing với Vietnam Airlines và kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD của Amcor tại Bắc Ninh được công bố ngay sau khi ông Biden và ông Trump tuyên bố nâng tầm quan hệ Mỹ-Việt. Hơn thế nữa, với hợp tác chiến lược toàn diện, Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam trong các ngành công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn, trong lúc Hoa Kỳ đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip ra khỏi Trung Quốc. Giáo sư Vu Vinh cho rằng, việc nâng quan hệ Mỹ-Việt lên hàng đầu trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngang hàng với Trung Quốc và Nga là kết quả của sự kết hợp hai quá trình. Đầu tiên, Mỹ mang quà rất lớn đến Việt Nam mà không kèm theo điều kiện ràng buộc nào, bao gồm việc Washington tặng vô điều kiện một lượng rất lớn vaccine chống COVID, trong khi tài trợ của Trung Quốc có điều kiện và chưa bằng một nửa số viện trợ của Mỹ. Giáo sư Vu Vinh nói, ông cho rằng sự thuyết phục của Mỹ còn bao gồm đề nghị Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng công nghệ cao của Hoa Kỳ tại các quốc gia bằng hữu. Hình ảnh lễ đón tiếp Tổng thống Biden tại Hà Nội ngày 10 tháng 9. VOA nhắc lại, trong thời gian đại dịch, chính phủ Mỹ tặng Việt Nam khoảng 40 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna, nhiều hơn bất kỳ khoản quyên góp của bất cứ nước nào, gồm cả Trung Quốc, cho Việt Nam. Chính phủ Hà Nội gọi sự trợ giúp này là vô cùng quý giá cho nhân dân Việt Nam giữa đại dịch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi đến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 7 nói rằng Việt Nam là đối tác chủ chốt của Mỹ trong việc chuyển chuỗi cung ứng sang các nước bằng hữu của Hoa Kỳ để tránh rủi ro từ Trung Quốc. Quá trình thứ hai, theo giáo sư Vu Vinh, Việt Nam đã phải xoa dịu Trung Quốc và gửi những tín hiệu tới Nga rằng Hà Nội sẽ vẫn là bạn thân của Moscow. Giáo sư Vu Vinh cho rằng Việt Nam lùi một bước để tiến hai bước trong quan hệ với Mỹ và gọi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được Mỹ và Việt Nam thiết lập là một kiệt tác của nghệ thuật quyền lực mềm. VOA dẫn phân tích của The Economist Intelligence Unit EIU cho rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng giúp Việt Nam tránh được rủi ro trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Mối quan hệ địa chính trị chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra những hành động trừng phạt thương mại trong bối cảnh Mỹ giám sát chặt chẽ về tỷ lệ gian lận trung chuyển với xu hướng hàng hóa Trung Quốc thường được tái xuất dưới dạng hàng xuất khẩu của Việt Nam. Mỹ đã mở các cuộc điều tra vào các sản phẩm nhập từ Việt Nam bao gồm pin mặt trời và các sản phẩm gỗ nội thất vì bị nghi là được sản xuất với các chất liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Việc nâng cấp quan hệ theo nhóm phân tích của EIU cũng sẽ giúp giảm nguy cơ Việt Nam bị Mỹ coi là nước thao túng tiền tệ trong giai đoạn dự báo 2023-2027. Theo giáo sư Vu Vinh, ngoài sự thúc đẩy lớn cho cả nền kinh tế Việt Nam nhờ vào những thương vụ kinh doanh từ các công ty Mỹ, sự nâng cấp quan hệ với Mỹ còn tăng cường tính hợp pháp của Đảng Cộng sản. VOA dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng màn tiếp xúc của ông Biden ở Hà Nội đem đến cho Đảng Cộng sản tính chính danh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ là kết quả của hai quá trình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d